để mời bác Tám đi nữa. Vô. Cửa hàng thuốc thú y của em và bác dạo này đều khấm khá, dân mua thuốc nhiều, bán sướng tay bác ha. Chào mừng quý vị đã lên con thuyền tương lai. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng. Không một loại kháng sinh nào có thể tiêu diệt được ta nữa. Loài người dùng thuốc kháng sinh bừa bãi và không thể biết rằng một khi chúng ta kháng thuốc, chúng ta hùng mạnh tới cỡ nào. Trời ơi! Như vậy là sao? Tại sao lợn gà tôm cá uống thuốc nhiều vẫn chết? Nè nè, chú Tuấn bác Tám, tỉnh lại đi, nhậu gì quên trời đất vậy? Ôi trời ơi, bác sĩ Trống ơi, chúng tôi vừa đến tương lai đấy. Tụi tôi vừa mới thấy lũ vi khuẩn thống trị thế giới này. Không một loại kháng sinh nào có thể tiêu diệt được chúng. Thật không ngờ, có bộ rồi tụi tôi mất nghề bán thuốc và còn tạo nghiệp tùm lum luôn. Trước giờ ai hỏi mua kháng sinh cho lợn gà tôm cá thì tôi bán ngay. Đó, các bác cứ vô tư bán thuốc cho người chăn nuôi mà không có đơn thuốc của bác sĩ thú y thì có ngày tất cả kháng sinh đều mất tác dụng. Người bán thuốc cần thực hiện quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích lâu dài. Ừ nhỉ, thuốc mà không còn tác dụng thì ai mua? Rồi còn làm sai quy định nữa thì căng. Chú Tuấn với bác Tám biết không, mấy chục năm nay người ta vẫn chưa có phát minh ra được loại thuốc kháng sinh nào mới hết. Ủa, vậy giờ phải làm sao ta? Bây giờ như vậy, chú Tuấn bác Tám cần khuyên người chăn nuôi phải hỏi ý kiến của bác sĩ thú y để mua và dùng kháng sinh đúng bệnh, đúng liều và đúng chỉ dẫn. Bác sĩ Trống nói đúng quá, anh em bán thuốc thú y không cẩn thận thì mất cửa làm ăn lâu dài. Kháng sinh phải bán theo đơn. Em hiểu rồi, phải thận trọng chứ không đời sau không có mà bán nữa đó bác Tám ơi. Sử dụng kháng sinh thận trọng, đảm bảo lợi ích lâu dài.